Nó biết từ xin thăm các bạn, chào mừng các bạn ơi. Đầu tiên mình bật lên, sau đó là mình tăng nhiệt độ chức năng. Nhìn mi ô mà đỏ hết các bạn. Đâu có sử dụng mới được má ơi, xin được sử dụng đâu. Đặt nồi chảo lên trung tâm bề mặt biến có bếp điện nguồn 220 khi nghe tiếng bíp bảng điện tử hiện trên trạng thái chuẩn bị. Bật tắt để khởi động bạn thì tự hiện lên, sau đó bấm chạm vào phím khác để chọn chức năng khác nhau để điều chỉnh chức năng. Nút hẹn giờ thứ hai. Sao này các bạn, cái gì nằm ở sau này. 400 độ C là không thấy nó sáng luôn. Nó lên cao. Bình thường ăn chi có 400 rồi. Rồi nấu nấu là nhiêu? Mình nấu là bao nhiêu? Hồi nãy nấu thì 2.000 cái. Nó sôi ục ục luôn. Nấu nhiều không? Không bớt đi, bớt đi, bớt đi. Chiên. Cái này tối đa là, ủa thấp nhất là 200 gì đó, nó không hồ hả? Lên tim bị sôi hả? Thấy ồ ồ ồ chưa hả? Hồi giờ ồ đi. Mùi gì khét khét kìa. Có gì để ta không tóc gì vậy? Đây có ai chỉ hướng dẫn sử dụng bao nhiêu độ như trời.
lên tim với các bạn. Có gì độ cao hả? Không biết cái bao nhiêu độ luôn á. Ngu thiệt. Cho thêm chút đi, 400 đi. Sao các bạn? Ồ, cái sao à? Chắc là sao cái gì? Hả? Gì độ cao mà phải màu đỏ luôn á. Hay mình nướng sao bữa nào mình nướng mình ngon mới được, có sử dụng nướng để nướng chứ. Ừ, hơn 400 600 mà. Trời ơi, 2000 quá trời. Nó 200, nó 200 à. Ừ. À mới nào mỏi là 2000 em biết gì đâu. Kem nó 2000 đúng rồi gì đó. Mẹ đâu có biết. Rồi nó xong các bạn ơi, quá trời bốc khói rồi. Rồi, xong bây giờ mình tắt nha. Thôi thì bây giờ nó đang hẹn giờ nó mấy phút rồi, còn phút rồi kệ cho hẹn giờ nó đi, bây giờ giảm nhiệt độ xuống đi. Ê nữa con mua cái máy gì cho mẹ xài. Để dành tiền mua thêm một cái nữa. Cho mày đang báo bữa nào mà hấp đi ra mày. Cái máy chơi này. Ờ, tắt rồi đó các bạn, hẹn giờ đúng rồi đó, tắt rồi đó, thấy không? Hết giờ là hẹn giờ đó tắt, bây giờ mình tắt. Rồi, giờ tắt nha các bạn. Mời các bạn ra đó xem. Này đã xong rồi đó.